Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về giải cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An năm 2022 diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Đây là môn thi đấu thứ hai của Đại hội tỉnh. Diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 3 2022 tại Khán đài A, Sân Vận động tỉnh Long An, môn cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm nay có sự tham gia của 74 vận động viên đến từ 15 huyện thị thành phố và ngành công an tỉnh. Các kỳ thủ sẽ thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ. Sau 2 ngày diễn ra, ban tổ chức giải đấu cũng đã trao giải nhất cho kỳ thủ Mai Chí Hậu đến từ huyện Tân Thành, giải nhì Nguyễn Việt Tiến, thị xã Kiến Tường và giải ba là Nguyễn Hoàng Nam, đơn vị Cần Giuộc. So với các kỳ đại hội trước, nội dung cá nhân có nhiều sự thay đổi. Nhiều kỳ thủ trẻ bứt phá ở giải lần này, đơn cử như kỳ thủ Mai Chí Hậu đến từ huyện Tân Thành. Chơi cờ hơn 10 năm, tham dự qua 3 kỳ đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Và năm nay, đạt giải hạng nhất cá nhân không chỉ là niềm vui của anh, mà còn của cả đơn vị. Cảm giác của em bây giờ đang rất là vui vì mình đã lần đầu tiên được giải ở Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An. Em chơi cờ thì cũng được 12 năm rồi, nhưng mà trải qua 3 mùa giải thi đấu thì hai lần trước là em cũng xích có được huy chương, nhưng mà gần đến thì em đã thất bại. Và khi mà trước khi giải đấu này diễn ra thì ở nhà em cũng đã cố gắng tập luyện rất là nhiều. Em cảm thấy giải đấu này là có rất là nhiều đối thủ mạnh, nhưng mà nói chung mà được sự ủng hộ động viên của trưởng đoàn với lại đồng đội thì em cũng đã vượt qua được. Năm nay thì mỗi năm thì đơn vị Bến Lức là vẫn là em suy nghĩ là đơn vị mạnh nhất, tại vì đơn vị Bến Lức là họ có hội cờ tướng rất là mạnh và hàng tuần thì có những cái danh tướng cờ ở thành phố Hồ Chí Minh ta về thi đấu. Đặc biệt giải này thì trước khi đi thi đấu thì em ngại nhất là kỳ thủ Phan Văn Dũng của đơn vị Bến Lức, vì kỳ thủ này đã từng đánh thắng em và đã từng vô địch ở giải Đại hội Thể dục Thể thao này. Thành phố Tân An, Bến Lức, Thủ Thừa luôn được đánh giá là đơn vị mạnh trong nhiều kỳ đại hội trước. Tuy không cạnh tranh được danh hiệu cá nhân, nhưng ba đơn vị này vẫn giữ được thành tích nội dung đồng đội với các kỳ thủ đồng đều. Theo đó, nội dung đồng đội giải nhất thuộc về đơn vị Bến Lức, lần lượt xếp thứ 2 và 3 là đơn vị thành phố Tân An và Thủ Thừa. Xin trân trọng cảm ơn. Tham dự kỳ hội đại hội này mình có rất là nhiều cảm xúc. Lý do là cái sự khao khát với có điều kiện tiếp xúc với thi đấu cái môn thể thao mình yêu thích, cho đó là các kỳ thủ đều rất phấn khởi, cho đó cũng tạo nên cái thành tích tốt. Nói chung là môn thể thao là môn thế mạnh của huyện Bến Lức, do đó trong cái thời điểm dịch bệnh mấy anh em cũng tuân thủ theo cái vấn đề khoảng cách là giữ đó, do đó là các anh em cũng rất là đam mê cờ. Do đó là chủ yếu ở nhà luyện tập trên mạng rồi để đạt cái thành tích cao cho huyện nhà. Theo đánh giá từ ban tổ chức, môn cờ tướng thuộc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ 9 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp, nhưng các huyện thị đều có đăng ký đầy đủ với lực lượng tốt nhất của mình. Đặc biệt, năm nay sự đua tranh huy chương diễn ra rất gay cấn khi các kỳ thủ cạnh tranh nhau từng điểm số và các địa phương cũng có nhiều nhân tố tại giải lần này. Qua đó, chất lượng chuyên môn cũng được nâng lên đáng kể. Thay mặt tổ trọng tài thì xin phép là đánh giá về cái giải Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 2022. Thì về mặt số lượng thì hầu hết là các huyện tham gia đầy đủ, theo số lượng là mỗi huyện 5 kỳ thủ. Thì sở ngành thì đặc biệt là có ngành công an cũng cử kỳ thủ tham gia, cũng là đáng khích lệ để động viên phong trào cho ngành công an. Về chất lượng của phong trào thì mùa giải năm nay hầu hết là các huyện qua cái giải đại hội của cấp huyện, cấp thành phố đã tuyển chọn các kỳ thủ đạt được chất lượng cao, do đó là giải tỉnh thì các đơn vị, các đánh đồng đội cũng như là cá nhân rất là gay cấn, cũng đạt được kết quả chất lượng. Thì so với các giải lần trước thì lần này thì các đơn vị cũng thay phiên giữ thứ hạng, mà đặc biệt là năm nay là các cái huyện thì có thứ hạng tốt, chẳng hạn như là đơn vị Tân Thạnh là đã cá nhân thì gồm các đơn vị Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Cần Giuộc thì thay thế cho những đơn vị trước đó là thường là tranh giải cá nhân là như là Thủ Thừa, thành phố Tân An, Bến Lức, thì hiện nay các đơn vị đã đổi ngôi, kể cả giải đồng đội. Thì giải đồng đội năm nay thì cũng Bến Lức là hạng nhất, thành phố Tân An là hạng nhì, Thủ Thừa là hạng ba,
Thì nói chung là hàng năm thì các cái số thứ tự vị trí nó cũng có luân phiên đổi, nhưng mà về chất lượng thì cũng đạt cao. Về tinh thần thì tham gia giải thì các huyện nó chấp hành tinh thần là của luật, điều lệ, cũng như là trọng tài cũng xử lý là công bằng, nghiêm minh. Nếu có mâu thuẫn thắc mắc thì trọng tài cũng giải quyết thỏa đáng. Môn cờ tướng là bộ môn thể thao trí tuệ vô cùng phổ biến và đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tao nhã, độc đáo của những người yêu thích bộ môn cờ. Nhờ vậy mà phong trào cờ tướng trên địa bàn tỉnh cũng từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng trong thi đấu. Hy vọng với các giải đấu cờ tướng diễn ra hàng năm sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tham gia chơi cờ ở các địa phương ngày càng phát triển, qua đó cũng giúp cho các kỳ thủ có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu.